Găng dọc là khá là mạnh. Và bây giờ là có check vào bên trong. Thời gian rất có thể sẽ chết. Thời gian sẽ mất đi cái phần blood trong điều này. Một cái lồng lại đến từ nhà thời gian. Nhưng mà lượng máu của Bathum nó là quá trâu để có thể bên ngoài. Vâng, thời gian đứng ngứa để với được ông mạng, ông Bathum vâng lách sai kia. Và không có giày đến từ thời gian. Như vậy là có lẽ sẽ giải tán tại đây. Vâng, skill cũng hết rồi. Và Jonas cũng không còn skill để mà xoay kiếm. Mà còn cả sử đạo người súng bắn luôn. Fistua và sẽ chết. Có người chết trong điều này. Một thời gian quay lại và bắn thôi. Không chạy gì nữa. Vâng, sẽ lấy được cái mạng của Jonas. Và Clock cũng sẽ người theo. Clock đang cố tham mạng đến từ thời gian. Vâng, cố tham cái mạng của thời gian. Và anh bị kẹp tới ba người. Vâng, quay nó. Quay nó, thời gian ăn đủ máu rồi. Đứng bắn chay cũng được. Không có gì phải sợ. Đứng bắn nó đi. Bây giờ giải cắt ra một pha phun mana vào đầu. Vâng, rất có thể là thời gian đã chết trước. Và cổng như vậy là nằm xuống trước đến từ Clock. Và thời gian một tình huống gọi là thắp hương tuyệt tim. Vâng, thực sự thời điểm vâng Lila đang rất hổ báo với Clea mid. Và thực sự một Clea Mordi mid cùng với Lila là hơi khoai khi mà không có một sự hỗ trợ nào đến từ đồng đội. Vâng, trận đấu này có Bathum nhưng Bathum gần như là không thắng. 6 Bathum bắt đầu đèo lên ra mid. Vâng, rất invi đứng cạnh và Lila có lẽ sẽ chết rồi. Lila chắc chắn sẽ chết rồi. Vâng, không những là Lila và rất có thể sẽ là cả hai bước một chạy ra ngoài. Vâng, Lila vẫn chết và thời gian có lẽ cũng sẽ chết theo. Otsuka có mặt nhưng mà tình huống deep collect đến từ ai đó. Một rồi khi mà Lila biết được là Bathum check trong tình huống này, đây sẽ là một cái lợi thế và thời gian đá ngay Bathum về. Vâng, vẫn chết. Biết trước tương lai và vẫn chết kìa. Và Lila vẫn ngửa trong tình huống một sổ vào và rất có lẽ sẽ là người đổi mạng. Rất sẽ là người đổi mạng cùng Lila thôi. Và Lea Mo đang lùi ra ngoài và Bathum cũng đã có mặt rồi. Đang loay hoay không biết làm gì. Bathum đang sổ vào bên trong. Vâng, cả Clock cũng vậy. Một tình huống mà đã biết trước tương lai và Bathum không cancel, anh đâm thẳng vào luôn. Vâng, trong khi đó thì rất cùng Lina là người đổi mạng cho nhau. Rất hay ho tình huống vừa nãy. Tình huống vừa nãy thì có lẽ là cũng hơi thiên vị cho team 1 một chút. Và bây giờ thì Clock không chết. Vâng, một quay vâng Oscar có cái sùa đẹp mắt trong tình huống vừa nãy và làm xuống. Bây giờ vẫn check thời điểm này thì lại bỏ. Vâng, thôi thì có lẽ chúng ta lựa chọn phương án an toàn. Tốt. Vâng, level 8 từ Lina rồi. Vâng, một tình huống thả skill 1 trước. Vâng, thôi rất chết rồi. Vâng vẫn chết. Tôi tưởng có lẽ còn sống cơ nhưng không phải. Và Lina tiếp tục bị check thời điểm này rồi. Vâng, Lina đang lựa chọn để cho mình cái lốc. Một trận đấu mà đối mặt cùng với một con Bathum chắc chắn phải là có lốc. Vâng, Lina bỏ vâng chết chắc rồi. Quay là chết, vâng né đi đâu được. Vâng, bắt đầu đánh. Vâng, Lina xông thẳng trụ và ăn hai quả sốc đến từ rớt. Vâng, Lina chết luôn. Vâng, một lượng đam rồi đến từ rớt cực kỳ đau. Không phải chỉ một mình Lina là một con gọi là đam phép khỏe. Vâng, cắm cọc máu và ulti thẳng một người Velomancer. Vâng, tuyệt vời. Vâng, đá Clock về và xét giật chết. Vâng, rắn cắn chết chứ không phải xét giật chết. Giờ đập một con rắn mất rất nhiều thời gian. Bathum lấy đâu ra đàm. Vâng, chết mẹ Bathum rồi. Một tiểu ứng đi đấm rắn đến từ Bathum và như vậy bị rắn mổ chết thời điểm này. Vâng, rất sốc đàm chết được một người và thời gian nằm xuống. Oscar sẽ là người ở lại và Oscar sẽ ở lại thay cho đồng đội. Vâng, không giơ tay được và như vậy là hai hit đến từ Venomancer và chết luôn. À, xin lỗi, hai hit đến từ Nam và chết luôn. Và cắm rắn rất hiểm mà không đi ra được. Một cái tàn đến từ anh chàng. Vâng, một tình huống lùi ra ngoài, rắn sẽ cắn chết anh chàng Lea Mo. Cẩn thận, Lina sẽ là người đi theo. Vâng, may mắn là không chết rồi. Và thùng check vào người của anh chàng Lina. Dốc kẹt đến. Ui, cứu được không? Telem về đến thứ hai. Vâng, Jonas đang lùi ra ngoài. Vâng, lùi bây giờ thì có lẽ là đã quá muộn rồi. Cả chất trắng đến từ Lina. Vâng, đang có chèn chỉ rất nhiều và sẽ đóng một cái. Vâng, lại đá Jugolab về. Vâng, ông thờ đàn này chuyên đi ngồi gọi là móc lốp. Vâng, trong khi đó thì bay màu thờ đàn thì ba thùng cũng chết. Đổi mạng của hai support rồi. Cần fail thời điểm này. Fail thì rớt. Và một ulti Clock thẳng vào người thời gian sẽ chết. Trước khi chết anh để được cái ulti và Clock cũng sẽ chết rồi. Đổi mạng của thời gian một thời điểm này là hai. Vâng, như vậy bắn chết được ba thùng luôn. Một sốc lao đến từ rớt. Vâng, Oscar cũng ngửa và tình huống Berlin lên đến Nemo xử lý là hay đến từ đội hình của hai team. Vâng, Lina cũng đã lầm. Và một trận đấu có thể là team không phải là một team thuần nhưng mà nó là team của tất cả các gọi là Gosu và Bồ Lão. Vâng, thời gian cầm chuộc nó phải đến khoảng tầm vài chục năm rồi. Nên là việc gắn kết với nhau trong team nó không phải là quá khó. Velomancer bị ốp chết trong tình huống chui vào rừng. Vâng, một tình huống bắt lẻ rớt. Vâng, rớt một tình huống đi vào rừng. Vâng, có lẽ một tình huống tele bên trụ dưới. Và anh bị bắt luôn. Vâng, gặp ngay một tổ đội của gọi cực kỳ hung hãn. Và ulti đến thời gian là quăng ra. Combo là chuẩn và thời gian vâng xin lỗi là Bathum sẽ lầm. Clock là người nhảy thẳng vào người đi ra được rồi. Và lốc lên và lốc Clock chứ không phải lốc mình. Vâng, Fistua Oscar để cả Lea Mo ulti và Lea Mo phải uống lại là cái ulti tăng đến từ Lina. Vâng, Lea Mo ulti kịp thời rồi. Bây giờ thì Lina có lẽ sẽ nằm. Vâng, Lina sẽ nằm dưới cái ulti đến từ anh chàng Jonas. Còn lại có lẽ sẽ lùi rồi. Vâng, tất cả sẽ án sơ bị check bên trên. Vâng, Jonas là người tên ra. Vâng, Jonas có Berlin luôn. Jonas lên Berlin trước nhưng anh sẽ bị bắn chết thời điểm này. Vâng, chết luôn. Vâng, không có xoay kiếm. Vâng, súng bắn cực kỳ giáp.
Vâng, một cái sang ga và check bán từ Ba Thùm. Và Ba Thùm chạy không nhanh là chết. Một cái phi sùa rất đẹp với dân cờ đang có tình huống dẫm chân nhau đến từ một. Bị đá về, vâng, rất bị đá về thôi. Jeep rớt rồi, một cái ulti đến thời đàn. Vâng, bỏ qua rớt luôn và xô vào bên trong để lấy mạng của Ba Thùm. Đánh rất tỉnh bài đến từ đội hình của Tiêu Hài. Và bây giờ đến từ Nam Mòn bị lốc lên. Và một tình huống BKB đến từ Nam Mòn rồi và ulti luôn. Có BKB, Berlin và Lột Hà. Vâng, Phạm cũng không hề đơn giản chút nào dành cho Nam Mòn. Vâng, Invi và Detail. Một cái phít sửa có đớt ngay, này thì chạy. Vâng, bắn nhau tiếp với một cái tăn. Vâng, Nam Mòn chắc chắn nằm rồi. Một lượng đồ của Nam Mòn không hề ít. Ba Thùm thì bắt anh chạy với Nam Mòn sơ riêng. Nhưng vớ vẩn là còn một hit tôi đoán không sai. Còn một hit của thời đàn đá về. Đó, đang đá về cờ lắp là người xử lý xong rồi bên Nam Mòn. Và súng là người mắc luôn, lượng máu của súng rất ít. Lượng máu của súng rất ít, anh đang bắn chùa cờ lóc. Vâng, Lina là người chọn Ba Thùm, cờ lóc chết và Ba Thùm cũng ngửa. Một tình huống white team của team 1 rồi. Vâng, cho team 1 đang rất mất tay. Vâng, Jonas thì tiện thể đi săn được một con support với nhau và rớt bị nhìn thấy một pha fit sửa Oscar chỉ là một tình huống dọa ma thôi. Nhưng mà Lina không tiếc ulti dành cho rớt. Vâng, vâng, Jonas vừa nãy đã quăng ulti về Nam Mòn chết trong cái ulti của rớt. Và một tình huống đá về, xoay kiếm tay nào không? Xoay kiếm. Vâng, không có cái gì cả. Và một quả sét trắng của Lina. Vâng, bây giờ cái này thì mình không khẳng định là hack map hay không. Nếu mà mọi người có kiến nghị gì đó thì có thể để lại. Vâng, như vậy là một cái ulti đến thời gian. Và Nam Mòn chết, Nam Mòn không ulti được kìa. Và vốt lại, bây giờ có lại dành súng rồi. Một tiếng bắt nẹt thành công được rớt của Nam Mòn bên trên. Và Lina không chết. Còn chiến thắng đang gần kề dành cho team 2. Từng tí một đánh rất chắc, không đẩy vội. Và chúng ta đang có những tình huống farm đến từ súng. Rất chắc bài và có sự cover đến từ đồng đội bên cạnh. Hai con support trận đấu này đứng kèm anh chàng súng như gọi là như hình với bóng. Đứng bên ngoài trụ và bắn rồi. Vâng, team 1 đều có đép bức clock áp sát được súng rồi. Thời đang đầu đá về không? Vâng, như vậy là clock chết luôn. Một quả giật xét đến từ đi này. Đằng sau thì Velomancer làm xuống. Nhưng mà rớt có lẽ cũng sẽ làm theo. Và Ba Thùm có lẽ cũng sẽ ngã xuống rồi. Và ulti đến từ Velomancer thành công rồi. Và có lẽ là sẽ là một tình huống combat thắng đến từ team 2. Nhưng mà Jonas đang là một tình huống đẩy trộm. Và ulti thẳng mặt công. Ulti vào đúng rồi. Và như vậy rồi nó có hồi sinh. Đó, nó có hồi sinh hơi sai sách một tí. Mà đang cố lấy lớp cái trụ. Và đang lố lấy nước Balak nhưng có lẽ là không được. Và đang tổ lái, không có xoay kiếm khi mà đã hết mana rồi. Hết mana và không có xoay kiếm thì bây giờ không còn cái cơ hội gì để mà Jonas có thể chạy về được. Không có mana và bây giờ mới có xoay kiếm. Có xoay kiếm thì lại đéo có Tele và không đủ mana Tele. Và anh đang cố xoay chết thật ra như không được. Và được ăn cả ngã về không. Và một tình huống mà Jonas đã ngã về không tình huống vừa nãy. Vâng, như vậy là tóm được cờ lóc. Clock bật Pipe được không? Bật được Pipe rồi. Vâng, bật Clock lên khi không làm được cái gì cả. Và anh đã chết luôn trong tình huống nhồi đam đến từ team 2. 4 người, Clock có buyback để nó bắn súng, nó bắn rớt đấy. Nó bắn rớt, ui chết luôn. Vâng, bắn chết rớt luôn. Và Nam Mòn là người nhảy vào, bật băng lẹn lên. Vâng, bật băng lẹn lên. Và một cái ulti đến Venomancer chạy không nhanh là chết. Vâng, chạy không nhanh là chết bây giờ. Một cái ulti đến súng, Nam Mòn sẽ chết trong điểm này. Vâng, đó là một cái sự lợi hại đến từ ulti Venomancer. Và Nam Mòn chết rồi, vâng, có buyback không? Không có buyback thì thời điểm này có lẽ là team 2 sẽ là người giành chiến thắng. Vâng, lại là một tình huống backdoor nhà đến Jonas. Vâng, một chiến thuật Jonas đi backdoor nhà toàn tập. Và hình như một tình huống Tena về đến từ ai đó. Thời gian là người Tena về để đép nhà. Nhưng thời gian sẽ không đủ sức để đép một con Jonas. Vâng, sẽ là một pha đổi mega rồi. Sẽ là một tình huống đổi mega rồi. Vâng, Jonas tắm trong ulti của thời gian luôn. Không có gì phải lề hà cả, cũng bèm luôn. Có cặp máu ở sau cơ mà sao phải sợ. Và phang cái buyback thứ hai. Trong khi đó team 1 muốn lấy mega thứ hai chứ không phải là buyback. Clock vẫn đang quấy được trong combat. Vâng, Clock vừa nhảy vào người ai đây? Nhảy được vào người súng kìa. Nhảy được vào người súng, súng sắp chết rồi. Và Invi được từ súng và chạy ra ngoài thành công. Đấm tiếp. Đấm tiếp. Và không cần mega, không cần đẹp. Bố bị giết súng đa và súng chết rồi. Và Jonas lấy được cái mega bên trên. Bên dưới không còn đam và súng không còn đam để mà không còn con súng để quả phá nhà. Và Jonas sẽ bổ được Bazak này. Và cái Bazak trong tình huống P nhà này thì có lẽ là không biết ai sẽ là người thắng. Và Lina bị tóm. Vâng, nhưng mà Bazak mới là người chết. Bazak mới là người chết. Clock đi vào tóm được Oscar nhưng mà Nam Mòn đâu? Rớt xuất hiện rồi và ulti, có ulti không? Ulti đến từ rớt, một cái veo bật lên và như vậy là Lina nằm. Bây giờ đến được Venomancer, Venomancer cố lấy cái mạng của Clock nhưng không được, rớt được hai mạng thời điểm này và double kill. Một con bạn nổ ra cực kỳ đẫm máu và vâng, một tình huống buyback đến từ Jonas à. Có phải buyback không? Đúng rồi, Jonas chết bên trên và buyback. Và Lina cũng buyback kìa. Và một tình huống ulti để lấy cái mạng Oscar. Một di chuyển vâng, rất gọi là nhọ nhèm. Vâng, Jonas xoay kiếm Tele. Nó cầm vâng, bắn chết luôn, chết. Vâng, chết luôn. Lượng đam cực kỳ đau đến từ súng. Vâng, Jonas xoay kiếm và ôi, hai cái bóng của Jonas có thể bổ gần chết Lina chăng? À không, có người thật trong đó. Có người thật trong đó. Và anh một tình huống mà chết ngược khi mà support đến từ thứ hai đã phải đẩy về. Không. Vâng, không đổi được rồi. Đánh trực diện là sẽ thua. Đánh trực diện sẽ thua. Và rớt úp được veo vào bốn người. Rớt ulti đi thôi. Rớt ulti chưa? Ủa, súng bắn rớt kìa. Súng bắn rớt 2.000 đam. 2.000 đam đến từ một con súng. Vâng, súng cầm 2 device à.
Vâng, bây giờ đang bắn và thời gian quang cũng đi ra rồi. Và Leomor chết rồi. Và như vậy là hai Divine lên súng, cầm một mắc nẹp bằng hai tay hai kiếm, bắn cả thế giới trong thời điểm này. Vâng, một lượng đàm quá khủng khiếp, 2000 đàm lên súng. Và như vậy đánh dấu sự kết thúc đến từ game 1 rồi. Và chiến thắng dành cho Gold Chicken. Và một trận đấu giao lưu ở thời điểm đầu tiên, và các anh đã đánh một trận đấu cực kỳ rời rạc. Nhưng mà trận đấu thứ hai là trận đấu quyết định thì nó lại khác biệt hoàn toàn. Và một ulti, ôi một ulti của rất đau chưa. Quả đấy có gì phép thì là chết luôn đấy. Vâng, đẩy vào và súng mất Divine, hai cái Divine liền và đá về bên Hoa Sơn nhận Divine rồi. Còn một cái nữa, thằng rất, vâng, Hoa Sơn cầu nhận nhanh còn kịp. Vâng, mất mẹ Divine rồi, mất Divine rồi, mất chắc luôn. Vâng, chạy đâu được, xe bắt lướt là chết rồi. Vâng, vẫn chết cả hai, trách tiếp là chết. Vâng, hai Divine dành cho team 1, mất sai kia. Vâng, mất sai kia, đánh rất lỗi đến từ Ba Thùm. Vâng, một cái Divine đã bị rớt lại ở đây. Vâng, cái Divine sẽ dành cho ai, và chúng ta quay trở lại lấy Divine luôn. Vâng, tự nhiên lại có tiền trong người, và nè mà cầm Divine nữa thì sau sẽ là một trận lật kèo đến từ team 1. Vâng, trận đấu là lật kèo chắc có mẹ luôn rồi. Vâng, Divine kia, vâng, nè mà kia đâu, Divine thằng nào cầm? À không, thằng Vietnam Master cầm chứ không phải Lina cầm. Tôi tưởng Lina cầm Divine, của đấy nè mà cầm được Divine thì đẹp rời quá. Nam trong người, vâng, Berlin bổ luôn. Berlin đâu, Jonas Berlin đâu? Không có Berlin đến từ Jonas kia. Vâng, một tướng nhảy vào để phá nhà thôi. Vâng, súng cầm Divine, quăng ulti thẳng người súng, súng chết luôn, và Divine rơi ra. Vietnam Master cầm Divine, vâng, chết luôn rồi và thua rồi. Vâng, lần này đã thua rồi, một tình huống mà lật kèo trong giây phút cuối cùng đến từ team 1, và thật sự một trận đấu cực kỳ cảm xúc luôn. Một trận đấu mà hai cái Yiyen đồ long kiếm đến từ súng được chuyển ra cho hai con co. Vâng, đấu ba thùm là người cầm Divine nhưng không phải là nào bò. Vâng, hai cái Divine của súng crit 2000 đam, đó là một trận đấu phải gọi là đáng nhớ đến từ team 2. Súng cầm hai Divine và chúng ta có một trận đấu win dành cho team 1. Vâng, hai thần kiếm không thể nào mà có thể cản được sức mạnh của team 1 rồi. Chúng ta